Hồi họ 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 cho em mượn chạy cái nha. Rồi em chạy chạy đi. Thôi mai. Nghe nói anh mới mua em đâu có biết đâu. Trời ơi, cho mượn chìa khóa thôi. Chìa khóa hả? Để anh đi mượn lại. Xe vàng của tôi sao nói xe anh? Cái gì nữa? Dạ, Cảnh Tây Đô xin kính chào bà con cô bác. Hôm nay Cảnh Tây Đô có mặt tại Hồng Ngự, Đồng Tháp. Đi Hà Kiều Hoanh hôm nay mới mua cái nhà. Nghe nói đẹp quá, quá đẹp luôn. Mới mua được 10 ngày mời xuống tham quan. Coi thử cái nhà Kiều Hoanh như thế nào nha. Mà mới tới thấy siêu xe đậu quá trời luôn. Trời ơi, anh kiếm anh nãy giờ mà mệt, muốn chết đây, luôn hả? Anh bảo chung, anh đi đâu đây vậy? Không phải. Ủa, anh đi chung hả? Ừ. Anh bảo chung đâu? Anh bảo chung, ở trọng á. Trời ơi, làm lộn hoài. Ủa, anh nghe nói anh mới mua xe này phải không? Chở ông đi phải không? Dạ, tôi sợ mất, ra tôi giữ xe, đứng ngoài nắng giữ xe nãy giờ nè. Trời ơi, xe này mua nhiêu vậy anh? Mua mà để dành đó, có người trả tiền đâu. Oh my God! Wow. Hồi họ cho em mượn chạy cái nha. Rồi em chạy chạy đi. Thôi mai. Nghe nói anh mới mua em đâu có biết đâu. Trời ơi, cho mượn chìa khóa thôi. Chìa khóa hả? Để anh đi mượn lại. Gì kỹ cha. Anh chạy vậy quen rồi. Gì xe cha, cho mượn chìa khóa lại là sao? Mượn lại mới chạy được. Nữa cũng nổ nữa, đặt nổ nữa. Không nhớ để chìa khóa đâu, không nhớ. Trời ơi, làm nãy giờ mừng hụt, tưởng đâu gặp người quen mượn được chạy rồi. Rồi. Nani? Đó, xem. Tại em giả bộ anh thôi, xe em nam đi xuống xe này. Thiệt luôn hả? Trời ơi, đề mốt em giữ mà anh nói gì hả? Anh leo lên, em chở anh đi. Thôi. Trời ơi, em mới mua. Trời ơi, hàng kia tôi nghe nói mà tôi đâu có tin. Trời ơi, gì mà anh nói xe anh. Đây nè, xe người ta đề mốt nè, chìa khóa ta đây nè. Ồ, gọi vậy hả? Mới mốt không có nổ mình bậy nghe không? Vậy cho tôi đi ké không? Đi. Thôi. Thôi nhưng mà khoan, đã chút xíu em chở anh đi một vòng. Tại giờ đi tới nhà thì anh mời, bữa nay mời xuống tham quan cái nhà. Nó nghe nói là rửa nhà gì đó, mời xuống ăn bữa cơm gia đình. Phải, hồi nãy giờ tôi thấy xe này tôi tưởng đâu xe của Bảo Trung không á. Trời, vậy xe em mới mua anh. Vậy hả? Trời ơi, tôi nhà tôi vô ta mời ăn tiệc, vô tiệc đi, để xe đi. Thôi để em phá lại chứ, để hồi anh không biết anh lên anh bấm cái là tôi đứng đó tôi giữ xe tới chiều luôn hả? Ừ. Trời ơi, gì kỳ hả? Không cho tôi ăn luôn hả? Không có, để em còn leo lên không biết anh bấm cái nó chạy. Nó chạy. Vô cho tôi ăn, nó đói bụng rồi. Sao giống chủ nhà chứ trời. Chủ nhà. Nãy giờ anh nói nhà là nhà anh, xe anh nổ gặp lộn xe em rồi. Thấy xe mới là tôi nói của tôi à, nào già quen rồi. Chào anh. Dạ chào anh. Anh này anh nào đến nhà em chơi thì mời mấy anh đi dùng với em chén cơm. Nhà tao nữa nhà mày. Ủa vậy hả? Xe vàng của tôi sao nói xe anh? Cái gì nữa? Xe của ta tự nhiên đợi đây, mời vô nhà, ta mời đến nhà tham quan. Em mới chạy xuống mà. Thôi bỏ đi. Đợi xe em. Quá đâu. Có. Đây chút mượn. Đây chút đi mượn. Chìa khóa tôi lấy chìa khóa ra cho đi mượn. Thôi nó chơi mà, đâu biết đâu. Qua nhà mới tôi đây. Trời ơi, chị Quanh mới mời xuống cơm đi kiếm bả coi với anh rồi. Đây nè, trời ơi, nãy giờ nó nấu đồ ăn. Nãy giờ em nấu đó. Nghe nói bữa nay mới xuống mời rửa nhà phải không? Đúng rồi, cái nhà này mới mua từng lễ nay à. Ừ. Ừ. Phải vui á. Tôi vậy. Đây giờ này. Vậy. Nhà của Hà Kiều Anh hả? À, trời ơi. Nó nghe nè, làm bộ mà nói cho anh hai vị đi, làm bộ nói nhà ảnh đi, kệ thí đi. Dám đâu, ổng nổ nguyên tôi đám tài xế là ổng nói nhà ổng mới mua. Vậy hả trời? Ừ. Sao anh hai không nháy em trước cho anh hai nói. Làm ơn mà nhỏ bên đây nhỏ đang ngủ, cái động mình đã lớn quá trời. Ê. Không sao. Còn chiếc xe màu vàng trước là của ai? Anh Trung muốn mượn. Mượn? Trời ơi. Ông nói là ổng mới mua. Thì cởi đi, lâu lâu cho anh ấy đi. Nhỏ anh ta mới... Không sao anh. Ừ. Mà sao không nói với em trước, là bộ nói muốn nổ thì nói với em trước. Ừ, em sắp cho im, rồi em đi ngang thì em đâu có biết gì đâu. Không nổ không được, tại vì đã chiếc xe để hàng của anh rồi nổ gì nữa. Nãy giờ ông nói xe của ông không đó, em nói trời, chết luôn rồi. Chết cha anh đang chạy. Vậy? Nó đang chạy. Cho anh xin chém cái thương lên đi.
anh ăn mực chấm nước tương luôn rồi. Ăn chay mà ăn mực chấm nước tương là cái gì? Không ăn nước mắm. Không à, chay là ăn nha. Anh An ơi, hả? Anh Trung ăn chay lấy mực chấm nước tương thôi. Đó. Ừ. Nhập tiền đi, không không gia đình ăn gỏi trơn, có mình đó. Ừ. Có mình ăn sao nhất. Cái là tương tương đó bọn này. Là ở chung xuống tới nhà của Hạc Long để quay phim. Quay một bài hát khóc làm gì? Khóc làm gì? Đó. Cho Hạc anh phải bị nhớ đóng xe nha. Có nước tương cho anh hai luôn. Cái này chấm cái này mới đúng nè. Ừ. Rồi nhà có chi dùng nấy nha mọi người. Ơi ngon quá. Không, ăn tương thấy không? Ăn tương, biết gì không? Mực chấm nước tương. Ngon quá, ngon quá. Cái này là vịt hấp chao nè. Vịt nấu chao, vịt rồi chao. Canh hầm. Là bữa qua mày bữa nay ai mạo vậy? Ai mạo vậy? Anh Trung mờ. Dạ hả? Không mời nữa hả? Ừ. Rồi, sao tôi nghi quá. Rồi, nó sao mời xuống cửa nhà mà trời sao? Phải. Hồi anh Trung mờ cái xong cái anh Trung tưởng nó là giống như là anh Trung mới nói anh mờ phải không? Mà hồi cái anh Trung anh tưởng đó là giống như là bộ có đi ra cái nó hồi đi mới bay trả tiền giùm tao đi rồi đặt đồ ăn đó cũng làm nhiều lần vậy với tôi đó nói cho anh không mời gia đình đấy không ăn gỏi chưa rồi có mình ăn trời ăn bữa cơm với gia đình và cái okay, thôi nha hay những cảnh cái đồ chào tất cả mọi người nha cái đồ làm cái cơm cái biết chơi cái gì cả